Ông gì đến nơi an nghỉ cuối cùng về mặt kỹ thuật, nghệ thuật có địa chỉ sơ sót, cái mong quý ông bà cô bác niệm tình tha thứ sau khi dứt lời. Thay mặt anh em chứng chắc kính chúc gia đình tan quyến và quý ông bà cô bác mặc cái buổi tang lễ hôm nay là thành bốn chữ: thăng long phúc thọ. Đã đến giờ làm lễ đồng quan quốc hoàng, chúng ta sẽ biết được bắt đầu. Nhiệt lên sạc, hôm nay được giờ kiệt nhật lên trời, thần cầu thổ địa nhập cửa môn. Thank you.
Hello.